Nan y bệnh nặng héo mòn, tấm thân gầy yếu vợ con cũng phiền. Mưa vương tâm thống uống liền khỏi ngay. Mười phần nay chỉ còn hai, vậy là cái chết mang tai không còn. Xuân về cây nảy chồi non, tôi nay khỏi bệnh đời còn sống vui. Từng là một người lính can trường và sinh ra tử, bom đạn chiến tranh không thể quật ngã. Nhưng những cơn đau thắt ngực do bệnh động mạch vành đã toàn lấy đi mạng sống của ông rất nhiều lần. Nhưng giải pháp từ thảo dược đã giúp ông đẩy lùi căn bệnh mạch vành hiệu quả. Là lúc bây giờ là coi như là chiếu chụp là phát hiện được tôi có ba mạch động mạch vành thì coi như bị tắc mất hai, còn một mạch là gần như cũng hơi thôi, còn một mạch là gần như tắc hẳn, tức là tắc 96%. 2010 thì là tôi lại đau một lần nữa. Nó đau một cái lần này đau lắm, đau coi như là đau như người siết chặt lấy ngực mình. Rồi nó đau lan hai bên bả vai. Đau là lan hai bên bả vai, trong bắt đầu là người nó khó chịu, cảm tưởng như là người sắp chết nơi. Bác sĩ quyết định tôi phải mổ bắt cầu. Chứ để là coi như không được, nó tắc thì coi như là lúc giờ nó tắc rồi nhồi máu cơ tim là chết, bác sẽ bị chết. Thế nên tôi cũng sợ. Người ta cho tôi đi để làm các cái xét nghiệm, nhưng mà tôi quyết định tôi không mổ. Vì lúc bây giờ thì tôi nằm ở bệnh viện thì tôi có theo dõi như vậy, một số bệnh nhân cũng như tôi, cũng nặng như tôi thì coi như cũng mổ rồi nong. Những cái bệnh nhân mà nong ấy thì coi như về còn khá trợ, coi như là còn có người tồn tại được. Còn những cái bệnh nhân mà mổ ấy, thì tôi thấy hầu như là coi như là rất là khó khăn. Có những người coi như là nằm đến khi mổ xong ra nằm đến một tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh. Vừa lo lắng vì sức khỏe không đủ để chịu đựng một cuộc đại phẫu, vừa lo lắng về chi phí phẫu thuật quá lớn khiến ông quyết định không mổ nữa. Thế là coi như tôi tìm được cái sản phẩm vương tâm thống này, thì thực phẩm chức năng vương tâm thống này là coi như tôi cứ vậy tôi uống thì đầu tiên tôi uống một tháng xong dần dần là coi như thấy người nó nhẹ nhõm. Tôi đi chợ đi mua rồi đi chơi bạn bè đi chất chỗ nọ chỗ kia từ năm 2011 cho đến nay là coi như là tôi không có đi viện đi viết cả. Thì nhờ cái sản phẩm này mà coi như là tôi uống mà nó chuyển, mà tôi không có đi bệnh viện đi viết cái nữa. Mà từ đấy là coi người nó khỏe khoắn, mà tôi làm coi tôi lại còn đi ra tôi tham gia cái công việc ở ngoài đồng với bà ấy được. Trước ngày là chỉ có nằm ở nhà tôi loanh quanh vậy thôi, không có làm cái gì. Năm 2014 ấy, tôi đi làm, tôi ra đồng tôi làm bà ấy, nhiều người ta gặp ở đồng người ta bảo gớm cái ông này sao bệnh tim sắp chết mà sao khỏe vậy. Bây giờ đi làm coi như là đi cào ruộng cho bà ấy cấy. Mà nói đúng sự thật là nó khỏi thật. Từ đấy giờ đi là coi như bệnh tôi nó khỏi, nó không còn có cái đau thắt ngực mà cũng không còn cái cơn đau thoáng qua như trước nữa. Đến giờ ông không những làm được việc nhà cùng vợ con chăm lo việc đồng áng mà còn có thể vào Nam ra Bắc thăm lại đồng đội xưa.